Nhắc tới nước Nga, chắc chắn các bạn sẽ nghĩ ngoài cái nhiều tài nguyên ra thì Nga chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng các bạn đã nhầm, tài nguyên chỉ là một trong những tài sản mà các vị đại đế để lại cho Nga. Vũ khí chiến lược nhất đang thức tỉnh tại Nga chính là lãnh thổ của họ. Lãnh thổ Nga đúng là có bất lợi khi phía tây của nó đều là đồng bằng, nhưng nó là quá nhỏ so với lợi ích khổng lồ của nó mang lại, đặc biệt là tại phía bắc nước Nga, nơi tiếp giáp với Bắc Cực. Hãy cùng tìm hiểu video này qua video ngày hôm nay của Battlecry khám phá nhé. Những mỏ tài nguyên khổng lồ. Nhắc tới các vị trí chiến lược, chắc chắn mọi người thường nghĩ tới Ai Cập với kênh đảo Suez kiểm soát tới 10% lưu lượng thương mại của thế giới. Iran kiểm soát eo biển Hormuz, nơi mà 1/4 lượng dầu của thế giới phải đi qua. Hay eo biển Malacca của 3 quốc gia Malaysia, Indonesia và Singapore kiểm soát tới 25% thương mại thế giới. Nhưng ít ai để ý tới Nga. Mọi người đều cho rằng ngoài cái tài nguyên ra thì địa lý của Nga không mấy đặc biệt. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Phải nói rằng tổ tiên của người Nga đã để lại cho họ một vùng đất quá tuyệt vời, đặc biệt là phía bắc của họ. Nơi đây là điển hình cho câu bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong cảnh vật nền thờ trữ tình. Phía bắc của Nga có một đặc điểm chung, đó là vô cùng lạnh. Đương nhiên rồi, nó nằm gần Bắc Cực mà. Nhưng nó lại có một thứ có thể kiểm soát nền kinh tế thế giới và vượt qua được những cuộc chiến về ý thức hệ. Các mỏ dầu lớn nhất của Nga đó là Petra, Zhambezk, Mesoyakha và các mỏ khí đốt Indiga, Murmansk, Urengoy đều nằm ở phía Bắc. Các đường ống dẫn khí đốt và dầu từ đây bắt đầu được xây dựng từ thời Liên Xô và củng cố mở rộng dần dần cho tới ngày hôm nay. Khoan đã, các bạn có thấy điều gì đó sai sai không? Các mỏ dầu này được xây từ thời của Liên Xô, tức là nó được xây dựng từ thời chiến tranh lạnh ư? Đúng vậy, EU đã phê chuẩn và nhập dầu và khí đốt từ Nga kể từ cái thời mà họ coi nhau là kẻ thù. Đó là lý do vì sao mình nói những lợi ích của Nga đã vượt qua cả cuộc chiến về ý thức hệ. Nguồn tài nguyên của Nga khổng lồ tới mức đầu những năm 2000, người ta ước tính nó có giá trị lên tới 75.000 tỷ đô. Nhưng tới thời điểm hiện tại, người ta đã lầm về giá trị tài nguyên của nó. Trong khi đa số mọi người đang kêu ca về chống biến đổi khí hậu và băng tan, thì vẫn có một số ít người cười thầm về điều này. Do hiện tượng nóng lên toàn cầu, các lớp băng tại phía bắc của Nga và các vùng lãnh thổ bị bao phủ bởi tuyết của Nga ngày càng nóng dần và có thể ở khí hậu thích hợp để sinh sống. Và quan trọng hơn, các bạn biết người ta tìm được thứ gì dưới lớp tuyết đó không? Đó là hàng loạt các loại tài nguyên quý như than, đồng, niken, v.v. và hàng triệu km vuông đất canh tác có thể trồng trọt được. Nga từ trước tới nay đã là cường quốc về lương thực, giờ băng lại tan đi thì không khác nào hổ mọc thêm cánh. Bỏ qua vùng đất liền, chúng ta cùng tới vùng biển của họ. Nga có một vùng biển rất lớn ở phía bắc nhưng lại bị đóng băng gần như quanh năm. Tuy nhiên, những ngày tháng đóng băng của nó đang ngày càng ngắn lại và chẳng bao lâu nữa nó sẽ không còn nữa. Kể từ năm 2015, Nga liên tục phát hiện những mỏ dầu mới tại vùng biển bắc của mình. Người ta ước tính số dầu tại vùng biển của Nga lớn hơn rất nhiều những gì mà Nga đang có trên đất liền. Ước tính 25% tài nguyên của thế giới vẫn còn đang ngủ yên dưới lòng của Bắc Cực. Đó là lý do vì sao mà không phải tự nhiên từ những năm 2000 và xa hơn là từ thời Liên Xô, khi mà cả thế giới vẫn còn đang chỉ đi nghiên cứu về khí hậu ở nơi đây và xem nó là nơi tối tăm lạnh lẽo, không có sức sống, thì Nga đã thiết lập những căn cứ hải quân của mình ở đây và triển khai những hệ thống vũ khí tối tân hiện đại của mình. Người ta ước tính chỉ trong vòng vài năm từ 2018 tới 2021, Nga đã thiết lập tới hơn 50 căn cứ quân sự và điểm đóng quân của mình tại Bắc Cực và những vùng họ tuyên bố chủ quyền. Vùng biển Bắc Băng Dương đóng băng với diện tích bằng một nửa nước Mỹ đã bị bỏ qua trong một thời gian dài. Bà Francis, cán bộ khoa học cao cấp tại Trung tâm Á Âu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương than phiền. Bà lưu ý, Nga đang đặt cược nghiêm túc vào các tuyến đường biển phía Bắc, tuyến đường nối liền giao thông hàng hải giữa châu Âu và châu Á. Ngoài ra, thì Nga đã bắt đầu thăm dò dầu khí và tuyên bố rằng thềm lục địa của nước này kéo dài phần lớn bờ biển Bắc Băng Dương. Trước đó, tờ Time đã đăng tải một bài viết trích dẫn báo cáo của công ty tư vấn Citibank cho rằng Nga có thể tận dụng băng tan để kích hoạt tuyến đường biển Bắc và cũng đang gia tăng khai thác các nguồn tài nguyên ở Bắc Cực, chẳng hạn như khí đốt và kim loại đất hiếm, cũng như thúc đẩy các hoạt động quân sự tại đây nhằm biến nó thành chiến trường trong tương lai. Một số chuyên gia khác thì cho rằng nếu các nước phương Tây không có hành động khẩn cấp, Bắc Cực sẽ sớm trở thành chiến trường địa chính trị trong tương lai.
Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin thì nhấn mạnh, Moscow coi Bắc Cực không phải là nơi thực hiện các mưu toan chính trị, mà là nơi để phát triển hợp tác bền vững. Trong khi Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, khó có thể hình dung một hình thức hợp tác Bắc Cực hoặc Liên Bắc Cực mà không có sự tham gia của Nga với tư cách là quốc gia lớn nhất ở Bắc Cực, trong khi Nga thì vẫn mở cửa hợp tác, kể cả với các quốc gia không nằm ở khu vực. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của năm trước. Còn khi mà cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra, thì mọi toán tính đã thay đổi. Chúng ta có thể thấy rằng, Nga đã sử dụng một phần sức mạnh tài nguyên của mình để đáp trả lại phương Tây. Khi mà cuộc chiến này kéo dài, thì những thứ này nghiêm nhiên sẽ trở thành vũ khí trong cuộc chiến kinh tế. Xem ra, biến đổi khí hậu là mối đe dọa với nhiều quốc gia, nhưng nó cũng là món quà với một số nước. Có lẽ chính các vị đại đế ngày xưa khi thu về cả một mớ băng tuyết cũng không ngờ ở dưới nó là cả một kho báu giúp cho con cháu của họ dù bị cấm vận nhưng vẫn chăn ấm đệm mềm được. Vẽ lại bản đồ thương mại thế giới. Như mình đã nói trên, biến đổi khí hậu có thể khiến nhiều nước đau đầu, nhưng với một số nước thì nó không khác nào một món quà. Trong đó, Nga chính là người đang được hưởng lợi nhiều nhất từ điều này. Các bạn còn nhớ tới việc mình nói vùng biển phía Bắc của Nga bị đóng băng quanh năm ở trên chứ? Điều này là đúng nếu mình nói câu này ở năm 2021. Theo các khảo sát gần đây thì lớp băng Bắc Cực đã mỏng đi tới hơn 60% so với ngày trước. Theo đó, vào những năm 1980, lớp băng trung bình ở Bắc Cực dày 3,64m. Nhưng từ năm 2022, con số này đã giảm tới mức đáng kể còn 1,6m. Vào năm 2017, một con tàu chở dầu của Nga đã đi qua Bắc Cực đến châu Âu mà không cần phải tàu phá băng. Điều này có nghĩa là sao? Nghĩa là nước Nga sẽ có thêm một đôi cánh. Chúng ta hãy cùng nhìn vào bản đồ. Tuyến đường ngắn nhất mà các quốc gia Đông Á dùng để đi tới châu Âu đó là đi qua Biển Đông, qua các eo biển Malacca, vượt qua kênh đảo Suez tới Địa Trung Hải, sau đó thì tản ra các cảng của châu Âu. Con đường này dài tới 21.000 km và đi mất 48 ngày. Còn con đường đang được Nga và Trung Quốc thử nghiệm đi vòng qua Bắc Cực và lãnh thổ khổng lồ của Nga chỉ có tổng chiều dài là 12.800 km và đi mất khoảng 30 ngày. Tuy nhiên, vẫn còn có trở ngại, đó là nước bị đóng băng và không phải bất kỳ một loại tàu nào trên thế giới cũng có thể đi qua mà không cần tàu phá băng. Nếu băng được xóa tan và làm mỏng đi trong tương lai, thì Nga sẽ kiểm soát con đường hàng hải số 1 thế giới. Khi con đường ngắn hơn, đồng nghĩa với tốn ít nhiên liệu hơn, giá thành sản phẩm sẽ rẻ hơn, nó sẽ là một bước cách mạng trên thế giới. Nhưng không chờ tới phép màu, mà nước Nga đã chủ động đi tìm phép màu. Năm 2022, Nga đã phê duyệt dự án xây dựng con đường đi qua Bắc Cực của mình. Dự án này đã lôi kéo hàng loạt các quốc gia tham gia, đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là cả Việt Nam và Philippines. Đây đều là các quốc gia giàu có và lớn mạnh hoặc là sắp lớn mạnh. Trong đó chỉ riêng nền kinh tế của Trung Quốc và Nhật Bản cộng lại đã lớn hơn cả Liên minh châu Âu, cho nên tiềm năng của nó là rất lớn với nước Nga. Ngày 4 tháng 8, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin đã phê duyệt kế hoạch phát triển tuyến đường biển phía Bắc NSR đến năm 2035. Tức là sau năm 2035, các tàu chở hàng từ khắp mọi nơi có thể đi qua đường vùng biển này mà không cần các tàu phá băng. Đây được xem là phương án thay thế của Nga nhằm cung cấp sản phẩm, hàng hóa tới các quốc gia thân thiện trong bối cảnh Moscow đang hứng chịu làn sóng trừng phạt của phương Tây. Thông báo này đăng tải trên trang web của chính phủ Liên bang Nga ngày 4 tháng 8 cho biết dự án phát triển NSR bao gồm 150 hạng mục với tổng mức đầu tư gần 1,8 nghìn tỷ rúp, tương đương với khoảng 30 tỷ đô theo tỷ giá hiện tại. Chính phủ Nga cũng nhấn mạnh mục tiêu chính của việc phát triển NSR là đảm bảo vận chuyển hàng hóa an toàn và đáng tin cậy cho người dân sống ở khu vực Bắc Cực, cũng như tạo điều kiện để thực hiện các dự án đầu tư ở vùng Bắc Cực của nước Nga. Trong số các hạng mục đầu tư của dự án này có xây dựng bến cảng khí đốt tự nhiên hóa lỏng và khí ngưng tụ Ucheni, một bến cho tàu chở dầu Buta Server và một bến cho tàu chở than Yenisei. Ngoài ra, kế hoạch nói trên cũng quy định việc xây dựng các công trình thủy lợi và ven biển để cung cấp cho bỏ Baskoye, tạo ra các khu liên hợp trung chuyển hàng hải cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở vùng Kamchatka và Murmansk, cũng như một cảng đầu mối để điều tiết giao thông quá cảnh ở Vladivostok. Dự án cũng có kế hoạch đóng các tàu cho hạm đội phá băng, bao gồm tàu phá băng dẫn đầu thuộc dự án Leader và phát triển các cơ sở sản xuất đóng và sửa chữa tàu ở Bắc Cực. Cùng với đó là xây dựng một đội tàu cứu hộ gồm 46 chiếc, trang bị máy bay trực thăng cho các trung tâm cứu hộ khẩn cấp ở Bắc Cực
thuộc bộ tình trạng khẩn cấp. Theo Sputnik, NSR chạy dọc theo bờ biển phía Bắc của Nga, có chiều dài khoảng 5.600 km, kết nối các cảng ở châu Âu và viễn đông của Nga, cũng như các cửa sông Siberia để tạo thành một tuyến giao thông thống nhất. Đây là tuyến hàng hải ngắn nhất từ châu Á tới châu Âu, là dự án kinh tế trọng tâm của Nga ở Bắc Cực và khu vực Viễn Đông. Hiện tại, Trung Quốc đang là quốc gia tích cực nhất trong dự án này khi mà mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đang xích lại gần nhau hơn do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Khi đó, hai ông láng giềng này sẽ bắt tay nhau kiểm soát ngành năng lượng của thế giới và tạo ra một trò chơi chính trị khó lường với phương Tây và Hoa Kỳ. Hơn nữa, Trung Quốc cũng không hề đổ tiền vào dự án này một cách mù quáng. Một khi mà tuyến đường này hoạt động trơn tru, họ sẽ là đối thủ khó chịu hơn với Hoa Kỳ tại châu Âu. Và tất nhiên là Nga cũng không hề đưa mối kinh tế vào vùng biển này, mà đó còn là quân sự. Thực tế, ngay từ thời Liên Xô, khi băng còn dày, họ đã xây dựng cho mình một hạm đội hùng mạnh tại đây. Sẽ các bạn nói rằng nếu đóng băng thì Nga xây dựng bằng niềm tin à? À thì Nga từ trước tới nay luôn nổi tiếng nhà Anh có thể thiếu cái gì chứ không hề thiếu hạt nhân. Ngay từ năm 1957, Nga đã sở hữu tàu phá băng chạy bằng động cơ hạt nhân và không ngừng nâng cấp, bổ sung chúng cho tới ngày hôm nay. Hạm đội tàu phá băng của họ đã full option hạt nhân 100% và có trọng lượng khổng lồ từ 10.000 tấn trở lên. Nếu là người Việt Nam, có thể các bạn sẽ biết tới hạm đội Thái Bình Dương của Nga và Liên Xô ngày trước. Đây là hạm đội có nhiều duyên nợ với Việt Nam khi năm 1979, họ đã triển khai lực lượng của mình tại Biển Đông để ngăn cản hải quân Mỹ và Trung Quốc có thể can thiệp. Sau đó là đóng quân tại Cam Ranh cho tới năm 2003. Hạm đội này vào thời đỉnh cao tương đương với hạm đội 7, hạm đội mạnh nhất của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì đây lại không phải hạm đội mạnh nhất của Liên Xô ngày trước và Nga bây giờ, mà hạm đội phương Bắc mới là hạm đội mạnh nhất và lớn nhất của Liên Xô ngày trước và Nga bây giờ. Để cho các bạn dễ hình dung thì vào thời kỳ đỉnh cao của Liên Xô, nó còn lớn hơn cả hạm đội 3 và hạm đội 6 của Hoa Kỳ cộng lại và lớn hơn rất nhiều hạm đội 7. Ngày nay, tuy không có sức mạnh đỉnh cao như thời Liên Xô, nhưng Nga thì đang đưa con quái vật này trở lại. Thời gian băng mỏng dần chung với thời gian Nga củng cố và nâng cấp lại hạm đội phương Bắc của mình. Kể từ năm 2015 cho tới nay, hạm đội này đã liên tục được nhận các tàu ngầm, tàu hậu cần, tàu quét mìn, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và khu trục hạm thế hệ mới của Nga. Cùng với đó, đã thiết lập hàng loạt các căn cứ tên lửa tại các hòn đảo cũ và đảo mới phát hiện ở Bắc Cực do băng tan. Họ trang bị cho chúng những hệ thống radar và vệ tinh hiện đại có tầm quét lên tới 600 km. Theo như kế hoạch ban đầu, năm 2024 sẽ có khoảng 80 triệu tấn hàng mỗi năm đi qua biển Bắc của Nga. Nếu so với con số 1,24 tỷ tấn của kênh đảo Suez thì nó còn quá nhỏ, nhưng đó chính là bước khởi đầu cho quá trình vẽ lại tuyến đường thương mại thế giới. Không những vậy, với tiềm năng từ các quốc gia mình nói ở trên, đặc biệt là Trung Quốc và Nhật Bản, quyền lực của thế giới có lẽ sẽ phải chia lại. Trung Quốc đang thiết lập thứ được gọi là vành đai và con đường. Đó là lý do vì sao mà họ đã không tiếc tiền đổ vào các dự án thương mại mới do Nga vạch ra. Qua đây ta cũng có thể thấy, Nga tuy không có nền kinh tế quá lớn, nhưng xét về quân sự và tầm ảnh hưởng chính trị thì ít có quốc gia nào sánh bằng với họ. Đó là lý do vì sao mà khi Liên Xô sụp đổ, Nga vẫn đủ tư cách để ngồi vào bàn nghị sự với vị thế là một cường quốc. Tất nhiên là những hành động của họ đều bị Mỹ và phương Tây lên án là tàn phá môi trường, là làm nóng tình hình Bắc Cực. Nhưng hãy nhìn vào cách mà họ vứt bỏ các hiệp ước năng lượng và xanh hóa điện hạt nhân, điện than thì biết họ yêu môi trường thế nào.